Đây là buổi chiều thứ hai ở trên rừng sâu nhá các bạn nhá. Anh em tôi từ di chuyển từ lúc 11 giờ nhỉ, 11 12 giờ anh em tôi, 11 giờ. 11 rưỡi. Là anh em tôi di chuyển từ cái lán mới mà đêm qua anh em tôi ngủ ấy, thì anh em tôi định dựng lán ở bên trong nữa, nhưng mà đang đi thì cái chú Chỉnh này, chú bị ốm, sốt cao nên là anh em tôi đành phải di chuyển về cái lán cũ các bạn, để anh đang ngủ đây. Thì nói chung là với cả ở trong đấy anh em tôi không biết đường. Bị hành lý đi về trước. Bây giờ xuống đây thì anh Chỉnh xuống đây, anh Chỉnh, chú Chỉnh chú lại đỡ. Đâm ra chú lại bảo ở lại đây. Nên là anh em tôi quyết định ở lại cái lán cũ này. Đấy, cái lán mà đêm đầu tiên anh em tôi lên đây đấy. Thì cái số ếch, kia thì anh Ngọc anh đang mổ một ít để anh em nấu cháo, nấu nồi cháo nhà. Rồi tiếp tục buổi chiều hôm nay lại lên rừng, lại lên khu rừng già thế này để bẫy sóc, chuột các kiểu các bác nha. Tối đến lại đi bắt ếch. Rồi ok. Ok, đây là nồi cháo của mấy anh em chú cháu của tôi nha. Ăn tạm. Cháo gọi đến cái lán cũ mà ăn cơm. Anh em tôi ăn cơm từ lúc 9 giờ nên là bây giờ cũng khá là đói, nên mấy chú cháu có đề xuất là nấu nồi cháo. Nhưng mà tôi nghĩ tôi sợ quá. Nhìn mấy con ếch nhìn ghê quá. Đây là mấy con ếch đát nha các bác nha. Rồi, cháo ếch đát nha các bác nha. Đấy. Đây là mấy con ếch đát đấy. Còn ếch cóc ở đầy kìa. Nhưng mà các bác nhìn này thì có vẻ cảm giác có vẻ ghê thế thôi, tôi trêu đấy, nhưng mà cực kỳ ngon các bác ạ, bởi vì cái giống này nó rất là dễ chín. Bây giờ chỉ cần cho vào như này một tí thôi là thịt của cái con ếch này nó bở ra hết luôn. Anh em chỉ cần ngoáng lên là thịt tan ra hết, là nồi cháo ok, rất ngon cháo ếch. Nhưng mà khả năng là thôi nhỉ, không ngoáng nhá. Là tí ở trong này có 6 con, là mỗi người một con nhỉ. Ai thích ngoáng ra nồi cháo của mình thì nhưng mà nó sôi một tí là nó vữa ra hết đấy. Tối nay mình cái giống này. Còn ba con chuột, tối nay mình làm cháo chuột. À đây còn có ba con chuột đấy các bác, ngon không? Ôi, một con sóc đấy. Có con sóc, đây có sóc này. Sóc à? Sóc còn dưới này. Tưởng bắt con chực. Điêu về thôi, ba con chuột nãy đi bẫy về. Ôi tuột rồi. Ba con này tối chú cháu mình lại thoải mái rồi nhỉ. Nhưng mà chiều nay chú Chỉnh xem nghiên cứu đi bẫy mấy con sóc nhé. Thèm quá. Chú đi được rồi. Chắc chắn rồi. Khỏi ốm rồi nhỉ. Vừa sửa cạn xong đúng không? Nghe tách tách sửa cạn xong. Liệu 9 giờ chú ngạ? À chú chiều. Chắc ăn được rồi. Ăn bằng lửa hẳn đấy. Nát rồi đấy. Cái này cần sôi lên tí là ok mà. Một phút không để vùng chảo hết nước ngọt luôn. Bây giờ ăn cháo xong có sức lại tiếp tục hành trình, xem là mỗi người đi một hướng xem chỗ nào có tham thiết không vậy. Cắm vào đây bản năng mà người nào 13 tham thiết không ạ. Món hàng ngày cảm ơn rồi. Bắt đũa đâu rồi? Chín chưa? Cho miếng đũa. Cắm vào đó bà non phải nè. Mình cắm điều này. Bắt mẹ là bắt cháu. Mình giết mày. Ôi. Đây. Các bác ơi. Nhìn ếch à. Lăng nhất mày nhất. Sợ không? Nhìn cái bát. Nhìn cái con ếch của tôi này. Phải đi tranh cướp đấy các bạn, với được con to như này đấy. Ui ôi, bây giờ là ngoáng, tôi ngoáng đều bắt cháo là ok lắm rồi. Ui cái đùi. Rồi mời tất cả mọi người ăn cháo nha. Ngoại thuốc kỹ nhất. Ngoại thuốc kỹ nhất coi được nào. Và là chát tù. Wow. Thật sự là quá ngọt các bác ạ. Cháo.
Rồi chào cả nhà nha. Khá là mệt các bác ạ. Bởi vì là bây giờ là cũng rơi vào tầm khoảng 6 rưỡi tối rồi các bạn. 6 rưỡi bây giờ kém rồi hả chú? Là mấy anh em chú cháu tôi là di chuyển từ chiều về đến cái lán cũ này này, là chia nhau ra mỗi người một ngả, là bắt đầu đi đặt bẫy chuột bẫy sóc các bạn. Thì đến tầm giờ này thì sóc cũng về ngủ rồi, nếu mà được thì cũng được rồi. Tôi với cả chú Ngàn đi theo một hướng, anh Trình với cả anh Ngọc đi một hướng. Thì về anh em tôi nói chung là mệt nhưng mà khá là vui các bạn. Hôm nay là ngày đầu quay về đây là anh em tôi đặt bẫy thì lại có ngay sản phẩm, còn anh Cương với chú Diều thì chưa về. Đây các bạn nha, rồi được 3 em sóc rất là vật vã luôn rồi, phải rõ ràng bác thấy này, được 3 em sóc này. Sóc là anh em tôi đi đặt bẫy ở bãi suối nha các bạn nha, là đặt ở đấy xong anh em tôi đi, anh em tôi ra chỗ khác, xong đến chập tối gần cả anh em tối gần tối là anh em tôi lên thăm. Thì hôm nay được ba em sóc này các bạn nhá. Còn anh chú Diều cả anh Cương thì chưa về, không biết là có sản phẩm gì không. Bây giờ là anh em tôi chuẩn bị cho bữa tối đêm thứ hai ở trên rừng sâu này, có cả món rau dớn, là chúng Hàn đang chuẩn bị một món rau dớn. Có bì à? Bây giờ là mình ăn 3 con chuột lúc trưa mình được nhỉ, lúc sáng mình đi thăm bẫy được nhỉ. Cho nó đắng nhỉ. Nhưng mà 3 con chuột kia xử lý nào đây? Sao gừng à? Thôi thế cho nhanh nhỉ. Bây giờ xong là anh em còn đi bắt ếch các thứ nữa cơ. Ok, mọi người theo dõi tiếp tục hành trình của anh em tôi nhá. Bữa tối anh em tôi đã chuẩn bị xong rồi các bạn nhá. Hôm nay gồm có đầu tiên vẫn là cơm và cháy. Món kia là món canh lá lốt rừng. Đây là món rau dớn với cả hoa chuối các bạn nhá. Và đây món quan trọng nhất là thịt chuột. Đây thịt chuột nha các bạn nhá. Ngon không? Đây là ba con chuột mà tôi đánh bẫy sáng nay. Ba con chuột mà anh em tôi với cả chú Diều với cả chú Hàn sáng nay đi thăm bẫy được ba con. Còn ba con sóc kia anh em tôi tí sẽ làm để sấy sáng mai cho anh em tôi ăn. Rồi mời tất cả mọi người ăn cơm cùng anh em tôi nhá. Mời ba nhá. Có cái rượu ngon đấy. Bây giờ muộn quá. Anh em tôi đi khá là mệt nên là bây giờ cũng. Bữa cơm này ăn khá là nhanh các bác ạ, bởi vì là ăn vội vàng để còn đi bắt ếch không sợ muộn. Là tôi thì tôi ăn xong trước nhất, nhưng mà thức ăn thì cũng tan hoang rồi, còn ít cơm nữa nhỉ. Mọi người vẫn còn đang ăn bữa tối. Đây là bữa tối thứ hai ở trên rừng sâu nha các bạn nhá. Khá là đạm bạc, ba con chuột, một ít cái gì nhỉ? À bữa tối thứ ba chứ nhỉ, không phải thứ hai nhỉ. Đêm đầu tiên mình lên đến đây là 8-9 giờ rồi, đêm rồi. Bữa tối thứ ba. Đúng rồi, đêm qua là mình nằm trong kia. Thì hôm nay mình quay lại lán cũ này. Dự kiến là anh em tôi sẽ ở đây thêm khoảng 2 đến 3 ngày nữa các bác nhé. Nhưng mà tùy thuộc vào cái mức độ thức ăn anh em tôi đi kiếm được. Rồi bây giờ là anh em tôi sẽ dùng xong bữa tối là sẽ không phải là ngủ luôn đâu các bạn. Là tiếp tục cuộc hành trình tiếp là bắt ếch này, soi chuột này, đủ cái thứ.